Kinh văn. Đức Phật khen ngợi Quỷ Dương rằng: lành thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ các thiện nam thiện nữ như thế, ta cũng bảo Phạm Dương, Đế Thích hộ vệ các ông. Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một Quỷ Dương tên là Chủ Mạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vốn do nghiệp duyên của con mà làm chủ về nhân mạng ở cõi Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử đều do con làm chủ. Bổn nguyện của con thì rất muốn làm lợi ích, nhưng vì chúng sanh không hiểu ý con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Tại sao thế? Người cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh xong, không kể là con trai hay con gái, hoặc khi sắp sanh, chỉ nên làm thiện sự để thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thì tự nhiên thần thổ địa sẽ vô cùng hoan hỷ, ủng hộ cho cả mẹ lẫn con đều được sự an lạc lớn, hàng quyến thuộc cũng được lợi ích. Hoặc khi đã sanh rồi thì nên cẩn thận chớ giết hại để lấy những gì tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu, cùng nhóm họp hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca hát, đánh đàn, thổi sáo, vì có thể khiến cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc. Lược giảng. Đức Phật khen ngợi Quỷ Dương rằng: lành thay, thật là tốt đẹp, thật là tốt lành. Các Quỷ Dương ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ các thiện nam thiện nữ như thế thì thật là tốt đẹp biết bao. Ta cũng bảo Phạm Dương, Đại Phạm Thiên Dương, Đế Thích Thiên Chủ cung trời 33 hộ vệ các ông. Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Quỷ Dương tên là Chủ Mạng. Đây là vị chúa quỷ cai quản mạng sống tuổi thọ của con người. Bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vốn do nghiệp duyên của con mà làm chủ về nhân mạng ở cõi Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử đều do con làm chủ. Do quan hệ nghiệp lực của đời trước mà con nay trông coi về sanh mạng của con người trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Bất luận là lúc sanh hay lúc tử, sanh mạng của họ đều do con cai quản. Chủ Mạng Quỷ Dương bạch tiếp: Bổn nguyện của con thì rất muốn làm lợi ích, nhưng vì chúng sanh không hiểu ý con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Cứ theo bổn nguyện của con thì con vốn rất sẵn lòng làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, nhưng các chúng sanh lại không hiểu được ý con, khiến cho khi sanh khi tử tất cả đều không được thanh thản an lạc. Tại sao thế? Người cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh xong, không kể là con trai hay con gái, hoặc khi sắp sanh, chỉ nên làm thiện sự để thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thế nào gọi là thiện sự? Đó là những việc phước lành, những việc hữu ích, có lợi cho người khác. Làm việc thiện thì sẽ gia tăng sự lợi ích cho nhà cửa. Gia tăng sự lợi ích nào? Nếu quý vị làm việc thiện thì sẽ có một luồng hào quang tốt lành, tường quang, chiếu sáng, bảo hộ quý vị. Bây giờ thì tự nhiên thần thổ địa sẽ vô cùng hoan hỷ, ủng hộ cho cả mẹ lẫn con đều được sự an lạc lớn. Hàng quyến thuộc cũng được lợi ích. Bởi vì quý vị làm việc phước lành, tức là làm tăng thêm sự lợi ích cho nhà cửa, nên thần thổ địa vui mừng khôn xiết, bèn đến để che chở phù hộ, khiến cho đứa trẻ sơ sinh cùng người mẹ đều được nhiều sự an vui, mà ngay cả bà con thân thuộc cũng được hưởng nhiều phước lợi. Hoặc khi đã sanh rồi thì nên cẩn thận, chớ giết hại để lấy những gì tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu, cùng nhóm họp hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca hát, đánh đàn, thổi sáo. Nếu người sản phụ đã sanh nở bình yên rồi thì thân nhân phải nhớ kỹ, đừng bao giờ giết hại chúng sanh, hoặc mua nào gà, nào vịt, nào cá còn sống về làm thịt để lấy những vị tươi ngon bổ dưỡng cho người đó ăn. Ngoài ra, cũng đừng mời khách khứa tiệc tùng linh đình để phô trương, hoặc tụ tập bạn bè thân thuộc lại bày rượu thịt ra, rồi cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt
đàn ca hát sướng ồn ào náo nhiệt. Vì sao? Vì có thể khiến cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc. Bởi vì làm như thế sẽ khiến cho cả người mẹ và đứa bé sơ sinh đều không được yên ổn. Kinh văn: Vì sao thế? Bởi vì lúc sanh nở khó khăn đó, có vô số ác quỷ cùng vọng lượng, tinh mị muốn tới ăn quyết tâm. Chính con sớm đã sai các thần linh của nhà cửa đất đai phải bảo hộ người mẹ và đứa con, làm cho họ được an vui mà hưởng nhiều sự lợi ích. Những người này thấy sự an ổn vui vẻ thì nên tạo phước để báo đáp các thần thổ địa. Thế mà trái lại, họ còn giết hại tụ tập quyến thuộc. Vì lẽ này, hễ phạm tội tất phải tự gánh chịu. Người mẹ và đứa con đều bị tổn hại. Lại ở cõi Diêm Phù Đề, những người sắp mạng chung, bất luận là thiện hay ác, con đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào đường ác, huống chi là kẻ tự tu thiện căn làm tăng oai lực của con. Những người làm thiện ở cõi Diêm Phù Đề, đến lúc lâm chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần trong ác đạo hoặc biến làm cha mẹ, cho đến hàng quyến thuộc dẫn dắt người chết, khiến cho lạc vào ác đạo, huống chi là những kẻ vốn đã tạo ác. Lược giảng: Chủ mạng quỷ dương lại bạch: Vì sao thế? Nguyên nhân nào khiến cho cả người mẹ và đứa bé sơ sinh đều không được yên ổn? Vì lúc sanh nở khó khăn đó, có vô số ác quỷ cùng vọng lượng, tinh mị, các loài sơn yêu thủy quái muốn tới ăn quyết tâm. Chúng thường nhân lúc người sản phụ đang sanh nở, bèn tìm đến để ăn quyết tâm. Chính chủ mạng quỷ dương con sớm đã sai các thần linh của nhà cửa đất đai phải bảo hộ người mẹ và đứa con, làm cho họ được an vui mà hưởng nhiều sự lợi ích. Thần linh ở đây tức là thần thổ địa. Những người này thấy sự an ổn vui vẻ thì nên tạo phước để báo đáp các thần thổ địa. Những người chung quanh thấy cả mẹ lẫn con đều được an ổn vui vẻ thì lẽ ra nên tu phước, làm những việc công đức hầu đáp tạ hết thảy các thần thổ địa mới phải. Thế mà trái lại, họ còn giết hại tụ tập quyến thuộc. Họ chẳng những không đáp tạ công ơn của chư vị thần linh mà còn sát hại sinh vật, tụ họp bạn bè thân quyến lại để ăn uống vui chơi, tiệc tùng đình đám. Vì lẽ này, hễ phạm tội tất phải tự gánh chịu. Người mẹ và đứa con đều bị tổn hại. Một khi đã phạm tội thì nhất định phải tự lãnh lấy quả báo. Do đó, luôn cả người mẹ cùng đứa bé sơ sinh đều bị tổn hại.